Sáng ngày 14 tháng 8, Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang huyện tổ chức hội thảo công trình lịch sử lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 1945-2024. Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có Đại tá Phạm Văn Trường, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, tổ biên soạn và các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang huyện qua các thời kỳ. Bản thảo lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vĩnh Tường có 226 trang, được biên soạn gồm có 3 phần: phần mở đầu giới thiệu thiên nhiên và con người huyện Vĩnh Tường, phần chính giới thiệu về lực lượng vũ trang huyện qua các cuộc kháng chiến và hiện nay, phần kết và phụ lục. Trong đó, ở phần chính giới thiệu về lực lượng vũ trang huyện qua các cuộc kháng chiến và hiện nay, được chia thành 4 chương. Chương 1, lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Tường trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ năm 1945 đến năm 1954. Chương 2, lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Tường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ năm 1954 đến năm 1975. Chương 3, lực lượng vũ trang huyện trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước, từ tháng 5 năm 1975 đến năm 2000. Chương 4, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hội nhập và phát triển, từ năm 2001 đến năm 2024. Thảo luận tại hội thảo, đa số các ý kiến đánh giá cao bản thảo do Ban chỉ đạo, tổ sưu tầm, biên soạn đã xây dựng. Các ý kiến tham gia tập trung vào một số nội dung như chỉnh sửa một số thông tin trong từng giai đoạn lịch sử cho sát thực tế, tìm hiểu kỹ thêm thông tin về diện tích, kinh tế, an ninh quốc phòng trong thời gian huyện sáp nhập cùng huyện Yên Lạc, liên hệ các nhân chứng còn sống sau chiến tranh để thu thập thêm thông tin. Phát biểu kết luận tại hội thảo, Đại tá Phạm Văn Trường, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang huyện đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện tham gia hội thảo, yêu cầu tổ biên soạn tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý tại hội thảo cũng như tiếp tục xin ý kiến của các tập thể, cá nhân liên quan, phối hợp với các cấp, các ngành thu thập thêm tư liệu, hình ảnh để bổ sung vào cuốn lịch sử đảm bảo phong phú, đầy đủ, chính xác trên các lĩnh vực, việc huy động lực lượng tham gia vào các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược trong nước cũng như làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, vai trò của lực lượng vũ trang đối với công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ngày nay.